Nếu như Enceladus là một hiện tượng gây sốc, các nhà khoa học còn một lần nữa ngạc nhiên bởi một vệ tinh khác của sao Thổ, Titan. Đây là hành tinh mà khả năng không có sự sống là ít nhất. Titan chỉ nhận được một lượng ánh sáng mặt trời rất hạn chế, bằng 1/1000 lượng ánh sáng mà trái đất nhận được. Tàu thám hiểm hành tinh này đã phát hiện thấy băng đá, nhưng không thấy nước ở thể lỏng. Hơn nữa, nhiệt độ âm 138 độ C khiến băng đá ở đây rất rắn chắc. Vậy điều gì đã khiến Titan được coi là một môi trường đầy hứa hẹn đối với sự sống? Nhìn chung, Titan có rất nhiều điểm giống với trái đất nhưng không phải là một trái đất mà chúng ta biết đến như ngày nay. Titan hóa ra lại là một thiên thể lý tưởng đối với sự sống trong hệ mặt trời. Một thiên thể có nhiều khả năng sở hữu một môi trường bề mặt không chỉ gần giống với môi trường chúng ta có trên trái đất, mà gần giống với môi trường trái đất trước khi tồn tại sự sống. Hành tinh Titan đã thu hút sự chú ý của nhóm nghiên cứu Parco và họ đã cử một tàu thăm dò của vệ tinh Cassini đến đây năm 2005. Và đó là nơi xa nhất từng được thăm dò bằng máy móc. Những tấm ảnh chụp cận cảnh đã cho thấy những điều đáng lưu ý. Đó là sự tồn tại của hàng nghìn hồ trên bề mặt. Gộp lại có thể lớn hơn cả ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm thấy chất lỏng trên một thiên thể ngoài trái đất. Chỉ có điều những hồ này không chứa nước mà chứa khí thiên nhiên ở thể lỏng. Nhưng khí ở thể lỏng thì vẫn là một loại chất lỏng. Những gì các bạn đang thấy không phải là tuyết mà là những tinh thể metan. Giống như trái đất, Titan có khí hậu tuần hoàn, thậm chí là có cả gió. Không phải nước mà là metan tạo ra những hiện tượng hoàn toàn giống với những hiện tượng trên trái đất như mưa, bốc hơi và chảy thành dòng. Vì thế, về cơ bản, metan trên hành tinh Titan đảm nhiệm chức năng giống như nước trên trái đất vậy. Điều tương tự như thế có lẽ cũng đã xảy ra trên trái đất 4 tỷ năm trước. Vì lẽ đó, Titan rất có tiềm năng đối với sự sống. Hiển nhiên là các phản ứng khoa học đã xảy ra ở Titan trong lịch sử 4 tỷ năm tồn tại của nó. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ một dạng sống nào đó đã được tạo ra. Nó đã được hình thành mà không có sự tham gia của nước ở thể lỏng, điều mà chúng ta chưa từng nhìn thấy trước đây, và các nhà khoa học đang tìm kiếm điều đó. Chất thay thế nước có thể là metan, một thứ có rất nhiều ở Titan. Nhưng từ lâu người ta đã cho rằng metan là một loại chất có thể đầu độc sự sống. Nhưng vào năm 1997, các nhà nghiên cứu đã khảo sát một mẫu băng metan lấy từ vịnh Mexico và họ đã rất ngạc nhiên khi tìm thấy những con rết nhỏ như những con sâu phát triển rất tốt trong khu vực đóng băng này. Các nhà khoa học cho rằng những sinh vật này tồn tại nhờ ăn những vi khuẩn được nuôi dưỡng bằng metan. Thường thì phần lớn những thứ mà chúng ta cho là không thể nuôi dưỡng sự sống lại rất có tiềm năng nếu như bạn có thể tìm được cách nào đó để tiếp cận được nguồn năng lượng tiềm tàng của nó mà không bị nó tiêu diệt. Sự sống trên Titan còn phải đối mặt với một số rắc rối khác. Bảo vệ cho Titan là một lớp tử quyền rất yếu, vì thế mà sự sống trên bề mặt của nó có lẽ phải hứng chịu sóng từ trường rất mạnh. Nhưng đối với vi sinh vật chúng ta tìm thấy ở trên trái đất thì điều này không phải là một vấn đề lớn. Các nhà sinh vật đã phát hiện ra rất nhiều vi sinh vật ở các lò phản ứng hạt nhân đã nhiễm độc hay thậm chí đang bơi lội trong những chất thải phóng xạ. Chúng sống nhờ vào các phân tử đang phân rã. Rất có thể sự sống trên Titan cũng sẽ làm những điều tương tự. Để tìm kiếm sự sống trên Titan, có lẽ chúng ta phải lặn xuống những hồ metan, nơi có thể tìm thấy những vi khuẩn thích hóa chất nhất.
Chúng ta thậm chí còn có thể thấy được sự chống chọi của các vi sinh vật trước môi trường phóng xạ để sống trên bề mặt của đá. Có thể những sinh vật ăn metan sẽ nhả ra nhiệt lượng làm tan chảy băng tuyết, tạo nên một nền tảng khác hình thành nên sự sống. Sự sống trên Titan rõ ràng còn rất mơ hồ, nhưng chúng ta vừa đến với hành tinh gần trái đất nhất mà các nhà khoa học cho rằng có nhiều khả năng tồn tại sự sống. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của chúng ta đã ghé qua những sa mạc lạnh giá, những đại dương dưới lòng đất và cả những hồ metan. Nhưng hành tinh chúng ta đến tiếp theo có lẽ là nơi khắc nghiệt nhất. Và để đến với điểm dừng cuối cùng này, chúng ta đang quay trở lại phía trái đất. Chúng ta đang đến với sao Kim, hành tinh sinh đôi với trái đất và cũng là hành tinh gần trái đất nhất trong hệ mặt trời. Nếu cuộc sống có thể tồn tại ở đây, thì rất có thể nó sẽ tồn tại ở bất kỳ đâu. Để hạ cánh xuống bề mặt sao Kim, chúng ta phải vượt qua một lớp mây đậm đặc màu vàng dày 64 km với thành phần chứa rất nhiều axit. Không khí ở hành tinh này nặng hơn trái đất đến 90 lần, một sức ép quá lớn để con người có thể chịu đựng. Trên bề mặt của nó là những núi lửa đã ngừng hoạt động và những dòng dung nham ngút tầm mắt. Nó bao phủ 85% bề mặt sao Kim. Nhưng thật đáng kinh ngạc là hành tinh này đã từng được bao phủ bởi những đại dương rộng lớn. Khi sao Kim ấm lên, nước ở các đại dương bắt đầu bốc hơi lên không trung. Hơi nước trở thành một loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Chính hiện tượng này khiến nước ở các đại dương nóng đến mức sôi sục và bốc hơi hoàn toàn. Dấu hiệu của nước chỉ được phát hiện trong bầu khí quyển của hành tinh này. Vì thế mà chúng ta có một sao Kim khô kiệt và vô cùng nóng như ngày nay. Với nhiệt độ vào khoảng 460 độ C, sao Kim thậm chí còn nóng hơn sao Thủy, hành tinh gần với mặt trời nhất. Vì thế mà không sự sống nào được chào đón trên bề mặt sao Kim. Như chúng ta đã biết, sự sống không thể tồn tại ở sao Kim vì các phân tử hữu cơ sẽ nhanh chóng bị thiêu đốt dưới sức nóng của hành tinh này. Nhưng chúng ta đến với sao Kim không phải để tìm kiếm sự sống trên mặt đất, mà trong không trung. Vào năm 1992, tàu thám hiểm Venera 14 của Liên Xô đã đến thăm sao Kim, và nó phát hiện ra lớp mây dày 60 km phía trên có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trên mặt đất rất nhiều. Hơn thế nữa, tàu thám hiểm đã phát hiện ra sự tồn tại của những phân tử căn bản cho sự sống, đó là nước. Từ trước đến nay, nước chúng ta tìm thấy ngoài trái đất chỉ tồn tại dưới dạng băng cứng. Chỉ những đám mây ở phía trên sao Kim chúng ta tìm thấy nước ở dạng hơi và nơi đây rất có thể trở thành môi trường cho sự sống phát triển. Nhưng những đám mây của sao Kim có chứa rất nhiều axit sulfuric đậm đặc. Chúng ta đã từng nghĩ không thứ gì có thể sống được trong môi trường axit này. Nhưng các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một số mẫu nước chứa axit sulfuric có trên trái đất tại khu mỏ ở California. Trong một môi trường axit sulfuric mạnh đến nỗi nó có thể ăn mòn kim loại, làm thủng các loại vải và thậm chí ăn mòn thịt, các nhà khoa học đã tìm thấy sự sống. Đó là vi sinh vật ưa axit. Những cá thể này sống được nhờ hấp thụ các hợp chất lưu huỳnh như sulfur sắt. Chúng hấp thụ sắt và thải ra lưu huỳnh. Liệu những vi sinh vật như thế này có thể có trên sao Kim? Nhà sinh học vũ trụ David Greenspun đã cho rằng điều này là có thể. Trong những đám mây ở sao Kim có thể có những phân tử lưu huỳnh, và lưu huỳnh thực sự có thể được hấp thụ theo một cách đặc biệt nào đó. Tôi nghĩ là nó có thể phản ứng hóa học nào đó xảy ra và biến đổi các chất hóa học thành các dạng năng lượng cao hơn mà hạt sinh vật có thể hấp thụ được. Liệu những sinh vật này có hình dáng như thế nào nếu chúng ta tìm thấy chúng? Chúng phải chịu được điều kiện nhiệt độ cao và áp lực khí quyển cực lớn. Chúng cũng phải chống chọi với môi trường axit đậm đặc không có lợi cho phần lớn các dạng sống.
Có khả năng trông chúng giống như những cá thể vi sinh vật tìm thấy trong môi trường axit đậm đặc tại vùng mỏ bang California. Chúng ta liên tục tìm thấy những dạng sống ở những nơi tưởng chừng như không thể. Vì thế, khi chúng ta kết luận ở sao Kim không thể không có sự sống, thì tôi nghĩ là chúng ta phải rất thận trọng, vì trong cuộc sống này còn nhiều điều con người chúng ta chưa biết đến. Sự thật có thể khác với những gì chúng ta nghĩ. Tạo hóa có khả năng tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu. Khi hành trình của chúng ta quay trở lại với trái đất, một hành tinh xanh ôn hòa và tràn đầy sức sống, và chúng ta lại có thể thấy cuộc sống ở đây thật trù phú. Nhưng như chúng ta đã biết, sự sống vẫn có thể tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất. Các loài vi sinh vật có thể giống với những dạng sống nguyên thủy đầu tiên của trái đất. Chúng thậm chí có thể là loài phổ biến nhất, hoặc chúng đã tiến hóa rất nhiều so với điểm bắt đầu khiêm tốn. Liệu ngoài trái đất có thể tồn tại một nền văn minh nào khác? Trong hơn 40 năm, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất California đã tiến hành nghiên cứu kỹ bầu trời để tìm kiếm câu trả lời. Nhà thiên văn học Seth Shostak đã tin rằng anh sẽ nhận ra âm thanh của nền văn minh này ngoài trái đất nếu một ngày nào đó nó thực sự xuất hiện. Hiện chúng tôi đang tìm kiếm một vài dự án quan sát nhằm tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Trong đó, dự án lớn nhất là tìm kiếm sóng vô tuyến, và chúng tôi sử dụng một hệ thống anten thu tín hiệu từ các ngôi sao xung quanh, vì chúng tôi cho rằng một trong số những hành tinh này có thể có sự sống giống với trái đất, và chúng tôi hướng các anten theo hướng đó. Đó là một cách tìm kiếm mà không cần phải đi đâu xa. Gần đây, các nhà thiên văn học cũng đã thu thập đủ các thông tin về các hành tinh xa xôi trong hệ mặt trời để có thể suy luận ra thành phần cấu tạo hóa học của chúng. Họ tìm ra những yếu tố có thể tham gia vào quá trình hình thành ARN và một trong những chuỗi vật chất tạo nên sự sống trên trái đất. Ở khoảng cách 20 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Xứng, một nhóm các nhà thiên văn châu Âu đã tìm ra một hành tinh đủ ấm áp giống như trái đất để có thể có nước ở thể lỏng trên bề mặt của nó. Trong khi đó, hướng tới những thiên thể xa xôi hơn trong dải ngân hà, vào những năm 70 có 4 tàu thám hiểm đã được phóng vào vũ trụ. Có 2 trong số đó được gắn kèm theo sơ đồ hệ mặt trời của chúng ta cùng với hình vẽ con người. Có 2 trong số đó được gắn kèm theo sơ đồ hệ mặt trời của chúng ta cùng với hình vẽ về con người. 2 tàu vũ trụ khác có mang theo vật mẫu làm bằng urani. Độ phân rã của urani cho phép xác định được độ tuổi của con tàu bất kể ngôn ngữ. Trên những vật mẫu đó có ghi những thông điệp gửi đến các nền văn minh ngoài trái đất với hy vọng sẽ nhận được hồi âm nào đó. Những tấm biểu thiếp xuyên thiên hà từ trái đất này phải mất 80.000 năm để đến được hành tinh gần nhất. Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của chúng ta mới chỉ ở những bước đầu tiên. Có hàng tỷ hành tinh trong vũ trụ cần được khám phá, và tất cả chúng đều có khả năng tồn tại sự sống, thậm chí cả những nền văn minh. Ở tầm vĩ mô mà nói thì ý tưởng tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất là một quá trình lâu dài. Tôi cho rằng câu hỏi liệu trái đất có phải là nền văn minh duy nhất thực sự rất quan trọng đối với toàn thể loài người nói chung, và để tìm ra câu trả lời thì thực sự bạn cần phải nêu lên nghi vấn đó. Có thể ở đâu đó trong các thiên hà có một ai hay một cái gì đó đã được tìm ra hay vẫn còn là một ẩn số. Họ có thể đang quan sát và tự hỏi liệu có hay không một sự sống bên ngoài kia.